Hello, xin chào tất cả các bạn đang quay trở lại với kênh Tâm Coi Vlog. Bữa nay mình sẽ làm ba món ăn, đó là cái món cái món thịt bò này, thịt bò đó rất muốn chịu này. Thịt bò nướng ít tiêu rồi nước mắm đây là cái món thứ hai, món chân gà ướp sa tế, nướng sa tế này. Cái món thứ ba là cái món chân gà hấp hành, nhưng mà mình sẽ không quay cái đoạn chân gà hấp hành đâu, thì rồi nhàm chán luôn. Mình đi nướng này, đó gốc thịt bò này đã cắt được, cắt được. Đây là chân gà nó nằm cực kỳ luôn á. Đó, thấy chưa? Ghê chưa, thơm ghê chưa, quá đã luôn á, đúng không? Đó, mình thấy chưa? Đang nướng chân gà đã quá trời đã. Chị ơi, nha, mình sẽ nướng tiếp đây. Bye bye, xin chào.